Vì cha chung kính yêu của toàn thể gia đình giáo phận tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, chúng con xin được kính cẩn đón chào quý đức cha, đức hồng y, ban thường vụ hội đồng giám mục Việt Nam, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả quý vị. Chỉ còn 15 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu bước vào thánh lễ. Vì thế chúng con xin phép được nhắc lại một vài điều cần thiết. Chúng con xin kính mời quý cha tổng đại diện, quý cha ban tư vấn, quý cha hạt trưởng và quý cha chúng con mời trực tiếp, cũng như cha Phaolô Vũ Chí Hỷ vui lòng mặc phẩm phục tại phòng A005 bên cạnh căng tin để cùng đi với đoàn nước với quý đức cha. Còn quý cha khác xin vui lòng mặc phẩm phục tại chỗ. Xin mời quý thầy phó tế, quý cha khóa 10, khóa 11 và khóa 12 ngồi ở các hàng ghế đầu mà chúng con đã để dành cho quý cha. Và xin quý cha sẽ lên rước lễ trước ở trên lễ đài luôn, trên bàn thờ, rồi khi rước lễ xong các cha đem mình Chúa xuống để trao mình Thánh Chúa cho tất cả những ai rước lễ. Về việc rước lễ, chúng tôi xin lưu ý những ai không phải là người công giáo xin vui lòng không có rước lễ. Về nhà vệ sinh có ba nơi, một bên phải từ cổng đi vào và một bên thứ hai là bên tay phải của chúng con, tầng trệt và tầng một, và một nơi nữa là bên kia nhà nguyện cổ của tiểu chủ nguyện thành phố xe Sài Gòn. Phòng y tế là phòng D14 ở ngay bên cạnh núi Đức Mẹ. Về diễn tiến thánh lễ, bắt đầu sẽ bằng bài ca mở đầu. Khi đoàn đồng tế lên lễ đài thì quý đức cha trong hội đồng giám mục Việt Nam sẽ đứng chung quanh linh cữu của đức cố tổng giám mục Phaolô để chia buồn với gia đình tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh và niệm hương. Sau đó sẽ đọc tiểu sử của đức tổng, rồi điện thư chia buồn của đức giáo hoàng của bộ truyền giáo, và sau đó sẽ hát ca nhập lễ, và lúc đó bắt đầu xông hương và chúng ta vào thánh lễ. Sau lời nguyện hiệp lễ sẽ có điếu văn từ biệt của các con cái gia đình tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh dâng lên vị cha chung là đức cố tổng giáo mục Phaolô, rồi đức giám quản đức cha Giuse sẽ thay mặt cho toàn thể gia đình tổng giáo phận cảm ơn. Khi di quan từ đây vào nhà nguyện cổ, chúng con sẽ mời tất cả quý đức cha, gia đình ba chị ruột khoảng 6 người, 4 cha nghĩa tử theo sự hướng dẫn của cha Vũ Chí Hỷ cầm di ảnh hương vào trong nhà nguyện cổ. Sau khi đã kết thúc tất cả nghi thức làm phép huyệt và đã hạ quan tài xuống mộ huyệt, các đức cha đi ra khỏi thì chúng ta mới vào để chia tay lần cuối cùng vì cha chung của chúng ta. Cho nên xin không có vào trong nhà nguyện cổ. Xin anh em chúng sinh, các thầy vui lòng để ý
chỉ có những thành phần mà chúng con mời đó. Quý Đức Cha, quý cha đồng tế ở trên lễ đài và những thành phần mà chúng con mời. Xin anh em trật tự chuẩn bị lối đi cho đoàn rước. Chúng con kính mời Đức Hồng Y Gioan Bautista. Chúa trời ơi, anh cứ trôi gặp Thiên
mặt cho gia đình Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi hân hạnh được tiếp đón bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Công giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, đã đến đây cùng hiệp thông với gia đình Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh để dâng lễ. Cộng đoàn phục vụ đứng để chúng ta bắt đầu hát bài ca mở đầu. Oh,
Mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam chia buồn với gia đình Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và niệm hương. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha Giuse, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức cố giám mục Phaolô Bùi Văn Động không còn nữa. Đây là một mất mát lớn lao cho mọi người chúng ta. Dân tộc Việt Nam mất đi một người công dân gương mẫu. Giáo hội Việt Nam mất đi một người con thành đạt ưu tú. Và một cách đặc biệt, Tổng giáo phận Sài Gòn vừa mất đi vị chủ chăn tận tụy khả kính, tang quyến linh tông huyết tộc, vừa mất đi một người thân yêu dấu. Thay lời cho Hội đồng Giám mục Việt Nam đang hiện diện chung quanh linh cửu Đức cố Tổng giám mục, tôi chính thức nói lời chia buồn đối với đại gia đình Tổng giáo phận Sài Gòn, với Đức giám quản Giuse Nguyễn Mạnh Hùng và với mọi thành phần dân Chúa. Chúng ta phó dâng người thân yêu của chúng ta cho Thiên Chúa, và chúng ta hy vọng rằng tất cả những gì Ngài đã gieo vãi trên quê hương, trên mảnh đất của Giáo hội Việt Nam, trên Tổng giáo phận Sài Gòn thân yêu này sẽ trở thành một mầm cây xinh tươi cho tương lai của tất cả mọi người chúng ta.
Con xin kính mời quý Đức Cha đứng tại chỗ niệm hương. Và sau khi niệm xong, hai thầy phó tế sẽ xin nhận lại những... Và xin các anh em giúp lễ phụ giữ các cái mitra cho các Đức Cha. Chúng con xin kính mời quý Đức Cha lên hôn bàn thờ và về chỗ ngồi. Chúng con kính mời quý Đức Cha ngồi. Giờ đây chúng con trân trọng kính mời Cha Francisco Xavier Lê Văn Nhạc, Chủ tịch Hội đồng Linh mục của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, đọc tiểu sử của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc. Chúng con kính mời Cha. Tiểu sử Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt. Hành trình ơn gọi của Ngài bắt đầu từ năm 1956, trải qua nhiều giai đoạn huấn luyện tại Tiểu Chúng Viện Sài Gòn năm 1956 đến năm 1963, Đại Chúng Viện Thánh Giuse Sài Gòn năm 1963 đến năm 1964 và Đại học Truyền giáo Urbaniana Roma năm 1964 đến năm 1970. Năm 1970, Ngài trở về Việt Nam và được truyền chức Linh Mục ngày 17 tháng 12 cùng năm tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt. Sau khi thụ phong linh mục, Ngài lần lượt đảm nhiệm vai trò giáo sư tại Tiểu Chúng Viện Simon Hòa, Đại Chúng Viện Minh Hòa và Viện Đại học Đà Lạt. Năm 1975, Ngài được bổ nhiệm làm giám đốc Đại Chúng Viện Minh Hòa và kết thúc chức vụ này vào năm 1995. Khi được đặt làm Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt. Trong suốt thời gian này, Ngài vẫn tiếp tục duy trì việc giảng dạy thần học tín lý tại các đại chúng viện Sài Gòn, Huế và Hà Nội. Ngày 26 tháng 3 năm 1999, Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị
bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho. Lễ truyền chức giám mục của Đức cha Phaolô được cử hành sau đó tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt ngày 20 tháng 5. Do Đức Tổng Giám mục Gioan Battista Phạm Minh Mẫn chủ phong, cùng hai vị phụ phong là Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm, giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt. Đức tân giám mục Phaolô Bùi Văn Độc đã chọn câu "Chúa là niềm vui của con" từ Thánh Vịnh 42 làm châm ngôn cho đời giám mục của mình. Ngày 27 tháng 5 năm 1999, Ngài chính thức nhậm chức tại giáo phận Mỹ Tho. Ngày 28 tháng 9 năm 2013, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh với quyền kế vị. Cùng với bổ nhiệm này, Ngài tiếp tục cai quản giáo phận Mỹ Tho trong vai trò giám quản tông tòa. 6 tháng sau, ngày 22 tháng 3 năm 2014, Đức Tổng Giám mục Phó đã được đương nhiên kế vị chức Tổng Giám mục theo giáo luật sau khi Đức Giáo hoàng Francisco chấp thuận đơn từ nhiệm chức Tổng Giám mục của Đức Hồng y Gioan Battista Phạm Minh Mẫn. Ngày 24 tháng 4 năm 2014, tân Tổng Giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Phaolô Bùi Văn Độc đã chủ sự thánh lễ tạ ơn trong chức vụ mới tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Sau đó, vào ngày 29 tháng 6 năm 2014, Ngài được nhận dây pallium do Đức Giáo hoàng Francisco trao tại Roma. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc còn giữ nhiều chức vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Tòa Thánh. Cụ thể, trong kỳ họp lần thứ 12 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ngài đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013 đến 2016. Ngoài nhiệm kỳ làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ngài liên tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ khi ủy ban này được thành lập vào năm 2001 đến nay, ngày 13 tháng 9 năm 2014, Ngài còn được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm làm thành viên thánh bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc. Trong chuyến hành hương Ad Limina cùng với thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại Roma, sau một cơn đột quỵ và được tận tình cứu chữa tại bệnh viện San Camillo, Ngài đã trở về với Chúa lúc 4 giờ 15 phút ngày 7 tháng 3 năm 2018, hoàn tất hành trình đức tin 74 năm với 48 năm linh mục và 19 năm giám mục. Sự ra đi đột ngột và trong một hoàn cảnh đặc biệt của Đức Tổng Giám mục Phaolô để lại cho Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và cả Giáo hội Việt Nam niềm thương tiếc và đau buồn lớn lao. Với tâm tình tri ân và kính mến, xin quý Hồng y, quý Đức cha cùng tất cả mọi người hiệp thông tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô sớm được chung hưởng vinh quang nước trời. Tiếp theo là các điện thư chia buồn của Tòa Thánh. Chúng con xin kính mời cha Phêrô Kiều Công Tùng, trưởng ấn của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thư chia buồn của Đức Giáo hoàng Francisco. Đức cha Giuse quý mến. Đức Thánh cha Francisco rất đau buồn khi nghe tin về sự ra đi đột ngột của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc và gửi lời chia buồn sâu sắc tới hàng giáo sĩ, quý tu sĩ cùng toàn thể anh chị em giáo dân của Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Với lòng biết ơn Thiên Chúa toàn năng về sự phục vụ tận tụy và trung thành đối với Giáo hội Việt Nam của Đức Tổng Phaolô trong những năm qua, Đức Thánh Cha phó thác linh hồn Đức Tổng cho tình thương bao dung của Cha trên trời. Đức Thánh Cha cũng ưu ái ban phép lành tòa thánh như dấu chứng sự an ủi và sức mạnh trong Chúa Phục Sinh đến tất cả những ai đang thương tiếc vì sự qua đời của Đức Tổng Phaolô, cách riêng là những người thân trong gia đình của Ngài. Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã ký. Kính thưa quý đức cha và cộng đoàn, sáng nay chúng con cũng vừa nhận được thư chia buồn của chính Đức Hồng y quốc vụ khanh Pietro Parolin bằng tiếng Ý. Giờ đây cha Giuse Bùi Công Trác, giám đốc đại chủng viện, sẽ trích đọc lời chia buồn của Đức Hồng y quốc vụ khanh. Tâm tình của Đức Hồng y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Trước hết tôi xin gửi lời chào đến Đức cha Giuse Nguyễn Chi Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và qua Đức Tổng xin gửi lời đến các giám mục, gia đình của Đức cha Bùi Văn Đọc, các linh mục tu sĩ nam nữ trong Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả Giáo hội Việt Nam sự gần gũi thiêng liêng và chia buồn của tôi. Đối với một giám mục được chết ở Roma, nơi có mộ của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, là một ân huệ lớn lao cho bạn. Tôi tin rằng những hoa trái trong sứ vụ giám mục của Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc vẫn sinh sôi nảy nở qua chứng tá và những công việc tốt lành của Ngài để tôn vinh danh Chúa. Hồng y Phêrô Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Tiếp theo là thư chia buồn của Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc. Cha Ignacio thân mến, chúng tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã qua đời. Và chúng tôi xin gửi đến cha cùng cộng đoàn dân Chúa trong Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh lời chia buồn chân thành cùng những lời cầu nguyện tha thiết của chúng tôi. Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, xin ghi nhận lòng nhiệt thành truyền giáo của Đức Tổng Phaolô, phó dâng linh hồn Ngài cho lòng thương xót của Cha trên trời và cầu xin cho Ngài được nghỉ yên muôn đời. Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng, đã ký. Xin kính mời cộng đoàn phụng vụ đứng, chúng ta cùng hát ca nghiệp lễ. Yeah.
bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Với tư cách là người được ban tổ chức phân công chủ sự thánh lễ an táng Đức Cố Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, tôi xin gửi lời chào trân trọng và tri ân nhất đến quý đại biểu chính quyền và lãnh đạo các cấp từ trung ương, thành phố và địa phương. Tôi xin trân trọng kính chào đại biểu của ngoại giao đoàn. Tôi trân trọng kính chào bà con, bạn bè bên lương đang có mặt tại tang lễ này. Con cũng xin kính chào quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, toàn thể nam nữ tu sĩ, đại biểu các giáo phận, đại biểu các cộng đoàn dòng tu. Chúng ta về đây để cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục của chúng ta. Và chúng ta tin tưởng rằng tất cả những cống hiến của Ngài, tất cả những gì Ngài đã làm cho dân tộc, cho giáo hội và cách riêng cho thành phố Hồ Chí Minh này sẽ trở thành bảo chứng để được Thiên Chúa đón nhận Ngài vào Thiên Quốc. Qua thánh lễ này chúng ta cũng hãy tạ ơn Chúa Quan Phòng đã thu xếp để gìn giữ cho Giáo hội Việt Nam và cách riêng cho Tổng Giáo phận Sài Gòn có được một cuộc sống ổn định, mặc dù vị chủ chăn đã được Chúa gọi về. Tòa Thánh đã bổ nhiệm một vị giám quản cho Tổng Giáo phận, đó là Đức Cha Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Chúng ta cầu nguyện cho Ngài có thể chèo chống con thuyền Giáo phận Sài Gòn qua bờ bến gập ghềnh để Giáo phận được bảo đảm cuộc sống đức tin cho mọi thành phần dân Chúa. Và thưa cộng đoàn hiện diện, con người nhân vô tập toàn, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô cũng là con người, cho nên Ngài cũng không vượt qua được tất cả những gì mà với tư cách là con người Ngài phải vướng mắc. Thế nên qua thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa tẩy xóa tất cả những vương vấn còn tại trong cái hồ sơ cuộc đời của Ngài. Và chúng ta cũng tin rằng Đức Kitô phục sinh sẽ chiếu sáng cuộc đời còn lại của Ngài bên kia cái chết. Và chính chúng ta, nhất là trong tâm tình sám hối của mùa chay thánh này, chúng ta cũng hãy xin Chúa gột rửa chúng ta cho xứng đáng để lời cầu nguyện và thánh lễ của chúng ta dâng hôm nay được Chúa chấp nhận. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn thân và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước và Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con.
cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đức tin của chúng con tuyên xưng rằng con Chúa đã chết và đã sống lại. Nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là Đức Tổng Giám mục Phao-lô đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Samuel quyển thứ nhất. Bấy giờ bà Anna cầu nguyện và nói: tâm hồn tôi chạy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi. Miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng vì Chúa cứu độ tôi. Chẳng có ai thánh thiện được như Chúa, chẳng một ai khác ngoại trừ người. Chẳng có đá tảng nào như Thiên Chúa chúng ta. Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống. Chúa đầy xuống âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có. Chúa hạ bệ xuống thấp và Chúa nâng lên cao. Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối. Từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với bậc vương giả và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang. Đó là lời Chúa. Yeah.
Bài tích thư thứ nhất của Thánh Phaolô, Thánh Giăng Tông Đồ. Các con thân mến, các con hãy xem Chúa Cha đã yêu thương chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Và sự thật là thế, bởi lẽ ấy, thế gian không biết chúng ta. Vì thế gian đã không biết người. Các con thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, và chúng ta sẽ là gì? Điều đó chưa được thể hiện. Chúng ta biết rằng khi Đức Kitô xuất hiện thì chúng ta sẽ giống như người. Vì người thế nào, chúng ta sẽ thấy người như vậy. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, con không cầu xin cho họ mà thôi, nhưng còn cho tất cả những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để cả họ cũng nên một trong ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con. Con đã ban cho họ vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai con và con đã yêu mến họ như Cha đã yêu mến con. Lạy Cha, những người Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, họ cũng ở đấy với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và con sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Đó là lời Chúa.
Chúng ta hãy để ra vài phút để suy niệm lại lời Chúa vừa được ban phát cho chúng ta. Với cái niềm tin, lời Chúa là lời hằng sống, là lời ban sự sống, và lời ban cho cộng đoàn đang hiện diện trong chính cái bối cảnh của thánh lễ này là lời được ban cho mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta hãy suy niệm từ cái đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đứng trước cái chết, đứng trước thập giá, đứng trước những cái khổ cực đang chờ đợi Ngài. Thì lẽ dĩ nhiên Ngài phải cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Ngài phải cầu nguyện cho cái đoàn môn đệ rất là yếu ớt mà Ngài còn để lại ở giữa thế gian với trăm nghìn thử thách. Và Ngài còn cầu nguyện cho tất cả những ai sẽ tin vào Ngài nhờ lời rao giảng của các tông đồ của Ngài. Nói một cách khác, trước giờ chết, Chúa Giêsu để tâm trí cho mỗi người trong chúng ta. Và thậm chí chúng ta có thể nói Ngài quên đi cái thân phận, Ngài quên đi những cái đau khổ đã, đang và sắp diễn ra trong cuộc đời của Ngài để chỉ nghĩ đến chúng ta. Cho nên lời cầu nguyện mà chúng ta vừa nghe cũng được gọi là lời nguyện của vị Thượng Tế. Tức là Chúa Giêsu cầu nguyện không phải với tính cách là con mà thôi, mà Ngài cầu nguyện còn với tính cách là linh mục. Ngài cầu nguyện với tính cách là của lễ sắp được hy tế. Cho nên lời cầu nguyện của Ngài nó có một cái giá trị rất là đặc biệt. Và vì vậy mà chúng ta tin vào lời cầu nguyện của Ngài phải được thực hiện. Và có thể nói nó đang thực hiện trong những giây phút là chúng ta đang hiện diện ở đây. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu cho thấy cái niềm tin mãnh liệt của Ngài. Lẽ ra Ngài không thể tin được, vì có thể nói là những gì Chúa Cha đã hứa hẹn sao mà không thấy thực hiện, mà chỉ thấy đau khổ, chỉ thấy phản bội, chỉ thấy nước mắt và chỉ thấy cái chết. Thì thử hỏi rằng Ngài làm sao mà Ngài có thể tin tưởng, Ngài có thể đứng vững được? Nhưng rõ ràng ở nơi đây Ngài đã nói với chúng ta, chẳng những là Ngài tin vào cái thế hệ mà Ngài đang đào tạo, mà Ngài còn tin vào cả tương lai, mà Ngài còn tin vào cả đến khi Ngài trở lại trong thế gian. Nước Chúa được đón nhận, nước Chúa sẽ được lan tỏa. Ngài nói cái niềm tin đó rất rõ ràng. Và Ngài nói cái niềm tin đó là vì Ngài tin chẳng những vào các môn đệ và cả những thế hệ tương lai của các môn đệ. Ngài tin rằng những người đó dù có nhiều cái khuyết điểm, nhiều cái giới hạn, kể cả tội lỗi và sa ngã, Ngài vẫn tin như Ngài đã tin ở 12 vị tông đồ mà Ngài tha thiết cầu nguyện trước khi tuyển chọn. Và mặc dù Ngài thấy tất cả những phản bội và yếu đuối, Ngài vẫn tin và đã sai đi, và Ngài sai đi cho đến tận cùng thế giới. Vậy thì Ngài dựa trên cái nền tảng nào để mà thể hiện cái niềm tin đó? Chắc chắn phải có nhiều cái nền tảng, nhưng ở đây tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em cái nền tảng đó là sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con, sự hiệp nhất của Chúa Con và Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Chính sự hiệp nhất đó là cái nền tảng, là sự xây dựng, là cái sự lan tỏa của tin mừng và của nước trời. Cho nên khi Ngài cầu nguyện cho các môn đệ được tham dự vào vinh quang của Ngài, thì vinh quang đó chính là
trông thấy được, chia sẻ được. Hiệp nhất giữa cha con và chính sự hiệp nhất của cha con sẽ làm cho họ hiệp nhất với nhau. Và khi họ hiệp nhất với nhau thì đó là dấu chỉ Ngài bởi Thiên Chúa Cha mà đến. Cho nên sự hiệp nhất này không phải chỉ là một đặc ân, nhưng nó còn là một cái trách nhiệm. Vì chính dựa trên sự hiệp nhất này mà lời rao giảng của giáo hội mới có đáng tin cậy hay không. Ngài cầu nguyện các môn đệ được hiệp nhất, không phải chữ hiệp nhất theo cách thức của người đời, nhưng là sự hiệp nhất như cha với con với cha, tuy hai mà một. Và chính sự hiệp nhất này nảy sinh và đẻ ra sự hiệp nhất của giáo hội. Và nhìn vào đó mà người ta tin rằng, à, giáo hội này quả thật là bởi Thiên Chúa. Chúng ta đi thêm một bước nữa. Giáo hội đã đón nhận cái sự loan báo của Đức Kitô, đã sống cái loan báo này như thế nào? Cả cái lịch sử của giáo hội không gì khác hơn là luôn luôn để thể hiện cái tin mừng, lời rao giảng của Chúa. Và giáo hội cả 2000 năm với tất cả những giới hạn của con người, cảm ơn Chúa vẫn luôn luôn trung thành. Và nếu có những lúc cảm thấy xa đi cái ơn gọi, cái con đường của Chúa, thì giáo hội biết cảnh tỉnh. Và Vatican thứ hai là một sự nhắc nhở, một sự dừng lại, một sự xét mình, để rồi đứng lên canh tân trong cái đời sống của mình. Ở đây tôi xin được phép đọc một đoạn mà tôi coi như nó là cái chủ đề của cái bài chia sẻ của tôi. Đó là tôi chọn một vài câu trong cái văn kiện đầu tay của Đấng Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô, rất là thời gian, Ecclesiam Suam, giáo hội của Chúa. Tôi xin đọc nguyên văn từng đoạn, đọc chậm để cho chính lời rõ ràng này được thấm nhập vào trong chúng ta. Xin nhớ là đây, cái văn kiện này được công bố ngày 6 tháng 8 1964. Phải nói rằng trong cái bối cảnh, trong cái tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai 1962-1965. Vào giờ phút này của lịch sử thế giới, sự đối thoại là thái độ mà Hội Thánh cần có khi tiếp xúc với nhân loại. Tin mừng không quá nuôi ảo tưởng về sự tốt lành của bản tính con người, nhưng cũng không thúc thủ trước sự sa đọa của bản tính con người. Nhận thức có những cái tội lỗi, nhưng không thất vọng. Đời sống Kitô giáo khác biệt với đời sống
trở lại thì cần phải đến gần và lắng nghe thế gian. Đức Tổng Phaolô của chúng ta đã được đào tạo, huấn luyện và lớn lên trong chính cái bầu không khí của Vaticano thứ hai. Cho nên Ngài không được như những anh em khác học cho đến nơi đến chốn. Vì sau khi chịu chức phó tế thì Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã gọi Ngài về để chịu chức linh mục ở Đà Lạt. Lý do sâu xa thì tôi không biết, nhưng tôi biết từ miệng Đức cha nói với tôi: "Thôi, bà cố của thầy đọc đã già rồi, không thể đi Roma đã chịu chức, cho nên tôi gọi thầy về để chịu chức, để cho bà cố và gia đình có thể tận mắt tham dự thánh lễ truyền chức. Có gì khác về sau sẽ tính." Và vì vậy cho nên Ngài trở về nước với một cái đầu óc ấp đầy những cái tư tưởng canh tân đổi mới của Vatican, mà không phải chỉ những tư tưởng mà đã thấy những hành động, và những hành động có nhiều khi rất là mới mẻ. Cho nên khi Ngài về nước thì anh em chúng tôi cũng có hơi thấy giật mình, vì thấy tư tưởng của anh em nó có nhiều cái khác biệt. Cho nên có người thì cho rằng Ngài cấp tiến, có nhiều người thì tôi nghĩ là đùa thôi, cho Ngài là đỏ. Nhưng ngày hôm nay, với tư cách là một người anh, cùng chia sẻ với nhau 50 năm tôi xin chia sẻ những cái ý nghĩ, và tôi nghĩ rằng đó là những ý nghĩ cuối cùng của tôi về Đức Tổng Phaolô. Tại vì khi nói đến Đức Tổng, một trong những điều nhấn mạnh đó là cái tính cách giáo sư. Cái đêm hôm trước khi tôi ra về Sài Gòn để dự lễ này, thì có một cha cũng thuộc về Bậc Vị Vọng đã gọi điện thoại cho tôi khi biết rằng tôi sẽ vào dự lễ an táng. Ngài nói: "Đức Tổng Phaolô là thầy của con, và là vị thầy mà con quý mến và nhớ ơn nhất trong cuộc đời của con. Ngài là giáo sư ở Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội từ những năm 1964 cho đến hết 66, mà Đại chủng viện Hà Nội quy tụ 8 giáo phẩm. Vì thế cho nên có thể nói những tư tưởng, những cái gương sống của Ngài nó cũng thấm nhập vào nhiều anh em, hoặc là linh mục, hoặc là giáo dân tích cực ở giữa đời. Và như ban nãy trong tiểu sử đã nói, Ngài cũng đã làm giám đốc Đại chủng viện Đà Lạt từ năm 1975 cho đến năm 1996. Và Ngài chuyên dạy về siêu hình học, Kitô học, Chúa Ba Ngôi, cầu nguyện, và nhiều nơi khác Ngài dạy về Chúa Thánh Thần. Và nếu nói Bùi Văn Độc với tính cách giáo sư thì ai cũng bày tỏ sự khâm phục và lòng biết ơn. Tôi không muốn nói về Bùi Văn Độc với tính cách giáo sư, nhưng tôi có thể để lại cho anh em và các chị nữ tu ở đây
có thể chia sẻ cho nhau. Tôi cũng có thể nói về Đức Tổng Phaolô với tính cách là nhà đào tạo, cũng không thể nói nhiều. Tôi chỉ có thể nói với anh chị em, nếu sau 75 mà Đại Chúng Viện Minh Hòa Đà Lạt không có một Bùi Văn Độc thì chừng 3-4 năm sẽ đóng cửa. Vì Ngài đã cầm cự với một cái Đại Chúng Viện rất là mới mẻ trong suốt mấy năm trời. Vì Ngài là một con người đào tạo và Ngài đã để lại một cái ảnh hưởng rất lớn. Sáng nay khi mặc áo lễ thì có một cha tới bắt tay tôi, thì tôi chỉ vào mặt của Ngài và tôi nói: cha nhớ là Đức Tổng đã đào tạo cha, và đã đào tạo cha trong cái khung cảnh cha chịu chức 1977, và suốt 10 năm cha không ra khỏi chủng viện, cha không được đi làm việc cùng với 5 cha khác nữa. Thì với 6 ông cha ở trong chủng viện suốt 10 năm làm cái gì? Là để sống và hợp tác với cha bề trên. Nhờ Ngài là con người đào tạo đã biến 6 cha trở nên 6 giáo sư. Và bây giờ nhiều linh mục cũng đã gọi các cha là cha giáo của mình với lòng biết ơn. Tôi cũng không muốn nói nhiều về cái tính cách nhà đào tạo. Các đức cha đã sống những ngày cuối cùng với Ngài thì cũng đủ để thấy Ngài là con người cầu nguyện. Vì Ngài cũng đã dạy về cái môn cầu nguyện ở Đại Chúng Viện Hà Nội. Và các cha cũng nhớ những cái bài cầu nguyện của Ngài. Và chúng ta thấy, chúng ta đây là các đức cha, thấy Ngài đã cầu nguyện ở bên mộ của Đức đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận như thế nào. Và thấy rằng Ngài đã ở lại trong cái nhà nguyện Đức Mẹ cầu thang, thầm lặng cúi đầu để cầu nguyện như thế nào. Và thấy Ngài đã cứ nhắc đi nhắc lại trước khi cử hành thánh lễ ở nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành: áo lễ của tôi đâu, áo lễ của tôi đâu. Nhắc lại cái câu chuyện mãi bây giờ anh em mới biết nhiều, là khi chúng tôi còn đang mãi mê chiêm ngưỡng vui vẻ chụp hình ở nhà thờ Thánh Thomas Tông Đồ, là nhà thờ hiệu tòa mà tòa thánh đã trao cho tôi, thì Ngài vào tòa giải tội để xưng tội. Và trên con đường sau khi đã gặp Đức Giáo Hoàng thì xem ra Ngài có đi lạc đường. Mặc dù vậy, Ngài nói với cha đi theo Ngài: hãy mở cái gói quà của Đức Giáo Hoàng. Và Ngài lấy cổ tràng hạt và Ngài bảo rằng: tôi sẽ dùng cổ tràng hạt này suốt đời. Và như anh em ở đây cho tôi biết, cổ tràng hạt đó hiện tại đang nằm trong tay Ngài ở trong quan tài. Nhưng mà tôi cũng không nói về Ngài là người cầu nguyện, nhưng đây là đời tôi không nói nhiều, anh chị em yên tâm. Nhưng tôi chỉ nhắc để anh chị em cầu nguyện. Không phải là những cái việc lẽ đơn độc như vậy, nhưng mà nơi con người của Ngài nó có một sự xuyên suốt. Ít nhất đối với tôi là từ khi chịu chức linh mục 1970 cho đến khi Ngài được Chúa gọi về, cái sự xuyên suốt đã ảnh hưởng tới tư tưởng, tới cái cuộc sống, tới cái cách ăn nói của Ngài. Và ngay cả cái logo mà Ngài chọn, Chúa là niềm vui của tôi, đó là đối thoại cứu độ
Khi Ngài trở về nước, Ngài hay dùng cái chữ đó để nói với chúng tôi. Mà nói với chúng tôi trong cái bối cảnh 1970-1975 thì chúng tôi khó chấp nhận. Nhưng Ngài vẫn khẳng định, và Ngài đã sống cái đối thoại cứu độ đó cho đến giây phút chót. Người ta sẽ gọi rằng cái ông này đỏ, người ta sẽ gọi rằng ông này cấp tiến, người ta sẽ gọi rằng ông này thơ ngay, đủ hết các cái tính từ. Nhưng tôi thì tôi nói với tất cả cái lương tâm, đó là một con người sống cái lý tưởng của mình, sống cái sự xác tín của mình. Vì nếu không có đối thoại và là đối thoại cứu độ thì không có Thiên Chúa, không có ơn cứu độ. Vì xét cho cùng, đối thoại chính là cái nếp sống của giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Đối thoại chính là cái mầu nhiệm nhập thể làm người, đến với con người, chấp nhận cái thân phận con người. Cho nên khi Đức Tổng Phao-lô đem cái ý tưởng mà Ngài đón nhận từ công đồng, đem cái ý tưởng mà Ngài đã trích ra từ trong cái thông điệp Ecclesiam Suam, thì Ngài đã cảm nghiệm được rằng đó là chân lý. Và với những cái đoạn tôi trích dẫn thì anh chị em cũng xác tín rằng dù chúng ta nói cái gì, thật sự ra lúc bây giờ trong cái văn kiện không có dùng cái chữ dialogus vì chưa có, mà dùng cái chữ colloquium. Anh chị em học tiếng Latin thì biết loqui là nói, con là cùng, là nói với nhau, tức là có nói, có nghe, có lắng nghe, có nói, có trao đổi, có làm cho nó sáng tỏ, có đi đến cái đồng tình. Có cái thái độ đó, không có cái thái độ loại trừ, không có cái thái độ kết án, thì mới có thể đem cái tin mừng, mới có thể chia sẻ cái tin mừng, mới có thể nói về cái vẻ đẹp, nó có về giáo hội, và giáo hội phải sống cái đối thoại đó, thì người ta mới có thể có cái lý do để tin vào giáo hội. Nếu Đức Tổng Phao-lô đây, Ngài muốn nói với chúng ta ở đây một lời, vì khi Ngài nằm xuống, Ngài chưa nói được cái lời đó, thì xin phép Đức Tổng Phao-lô, với tính cách là một cái người Anh, tôi tưởng rằng cái lời cha nói sẽ là lời này, trích từ trong thư của Thánh Phao-lô thứ hai gửi Timôte chương 4 câu 7. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã cho Đức Giêsu Kitô Con của Người phục sinh từ trong cõi chết. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người, đặc biệt là cho những ai đã qua đời. Chúa nói: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chú chân và toàn thể hội thân, khi so sang cử hành và lăn nhận bi tinh thân thể, được dồi dào sức sống đời này và đảm bảo sự sống đời sau. Nhờ nước của bí tích rửa tội, Đức Tổng Phao-lô đã được dìm mình vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương giải thoát linh hồn Đức Tổng Phao-lô
khỏi quyền lực tối tăm và chôn cực hình, sớm được vào sum họp với các thân của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, cùng các ân nhân của chúng ta đã yên nghỉ trong niềm hy vọng phục sinh. Xin cho họ trong ngày sau hết được sống lại với Chúa Kitô và cùng người chung hưởng vinh quang thiên quốc. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta khi tiễn đưa Đức Tổng Giám Mục Phaolô về nhà cha luôn nhớ rằng quê hương đơn thương của chúng ta ở trên trời, để biết sống tin yêu phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hiện tại. Lạy Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, Chúa muốn tất cả mọi người đều được ơn cứu độ. Xin nhận lời chúng con cầu xin mà tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh ở trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chẳng mơ.
mãi cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản van nài xin lòng nhân từ Chúa, cho tôi tớ Chúa là Đức Tổng Giám Mục Phao-lô, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là Đấng Cứu Độ, giàu lòng từ ái, sẽ nhận ra người là vị thẩm phán đầy lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn rầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh cửu trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: ơn cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nô vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đặt niềm Chúa trên trên, hạ thiên sơn Chúa sống lại, cho đời vì Chúa lên. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa
sống lại. Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên đại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô đường quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse giám quản giáo phận chúng con, Đức Cha Phụ Tá Luis, Đức Cha Giuse Chu Tê và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Đức Tổng Giám Mục Phaolô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Và theo thể thương người dạy, chúng ta giam nguyện rằng xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
chiên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, xin chúng ta ngồi. Khi nào rước lễ thì xin đứng. Đây là nghi thức dành riêng cho những người Công giáo, cho nên xin những ai không phải là người Công giáo vui lòng ngồi tại chỗ hoặc đứng tại chỗ. Thứ hai, xin mời các anh em trật tự dọn ngay lối đi để cho các linh mục trao mình Thánh Chúa cho toàn thể tín hữu. Điều thứ ba, chúng con xin quý cha sẽ rước mình mó Thánh Chúa tại chỗ. Thứ tư, xin quý cha vui lòng theo sự hướng dẫn của các thầy, và số người dự lễ quá đông cho nên xin mỗi thầy hướng dẫn hai cha. Ở trên lầu nhà truyền thống, lầu 2, lầu 1 và trệt, xin mỗi một tầng lầu là một cha. Ở bên nhà nguyện cổ xin một cha. Ở núi Đức Mẹ hai cha. Ở ngoài cổng cho tới căng tin xin 6 cha. Và còn lại tất cả những cha khác ở trong sân trung tâm mục vụ và sân trước nhà nguyện, cũng như trên sảnh B. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Dù mặc ai
tôi thầm tin rằng là người đã chẳng tha mà đã phó nộp luôn cả người con chi ai được Giê-xu. Sẽ chết, con sẽ chết.
hoặc dòng nào nếu dường thế cũng chết đi cũng thôi đi thì nó chỉ chờ trời một mình thôi. Và nếu mặc dòng nào nơi dường thế mà chết đi và thôi đi thì nó sẽ sinh ra nhiều hồi mà con biết thế, con biết thế mà khóc luôn, con chết đi như hạt lúa mì. Chết đi cho anh em con, vì con bước vào rừng để làm theo ý Cha đã trao khi rừng vô hoàn. Là con chết, con chết đi cho anh em con. Nếu tình yêu nào rơi xuống thế, con chết đi, con thôi đi. Chết đi cho anh em con.
Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con trong những ngày đại tang này. Khi hồi tưởng lại cuộc đời của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình và của Đức Tổng, chúng con nhận thấy có một sự trùng hợp lạ lùng. Lúc sinh thời,
Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình luôn cố gắng sống lời Chúa dạy là yêu thương hết thảy mọi người, không loại trừ bất cứ ai, sống chan hòa với tất cả mọi người. Đức Tổng cũng vậy. Đức Tổng luôn lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống tông đồ của Đức Tổng, và Đức Tổng luôn xem lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân cho Đức Tổng trong cuộc lữ hành trần thế này, và lời Chúa là ngọn đèn rọi bước chân mục tử của Đức Tổng trên cánh đồng truyền giáo mênh mông. Như Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức Tổng cũng luôn thương yêu mọi người, cách riêng những người cùng khổ sầu đau, bao dung và nâng đỡ những anh em linh mục gặp khó khăn. Chúng con tin rằng khẩu hiệu giám mục của Đức Tổng "Chúa là niềm vui của con" luôn tác động mãnh liệt đến cách cư xử của Đức Tổng trong mối tương giao thường ngày. Nhờ đó Đức Tổng lúc nào cũng tươi cười, niềm nở, chân tình với bất cứ ai có dịp gặp Đức Tổng. Giống như Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, không chỉ cư xử bác ái với mọi người chung quanh, nhưng Ngài còn đặc biệt quan tâm đến việc mở mang nước Chúa. Trong 35 năm lèo lái con thuyền Tổng Giáo Phận thành phố Hồ Chí Minh, Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã thành lập thêm rất nhiều giáo xứ, cũng như đặc biệt quan tâm đến những công việc truyền giáo để giới thiệu Thiên Chúa là tình yêu cho lương dân. Còn Đức Tổng, tuy thời gian lèo lái con thuyền giáo phận không lâu, nhưng Đức Tổng cũng đã định hướng rõ rệt cho công cuộc rao giảng tin mừng và giao cho Đức Cha Phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, nay là giám quản tông tòa của Tổng Giáo Phận, nhiệm vụ thiết lập thêm nhiều giáo điểm theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc của thành phố, nhằm giúp cho anh chị em giáo dân từ các giáo phận nhập cư vào thành phố có nơi thờ phượng Chúa cho xứng đáng, cũng như để giữ vững niềm tin của mình. Giống như Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, trước khi trở về với Chúa vào ngày 1 tháng 7 năm 1995, Ngài đã gọi con và cha An Tôn Phùng Quang Mạnh là cha sở gia đình lúc bấy giờ vào giường bệnh của Ngài tại Bệnh viện Thống Nhất Trăn Trối. "Tôi không còn sống mấy ngày nữa, hai cha còn sống ráng xây cho được nhà hành hương Bảy Dâu để các cha, các tu sĩ và anh chị em giáo dân đi viếng Đức Mẹ có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng. Chúng con đã hứa sẽ hết sức cố gắng thực hiện di chúc của Ngài, và lời hứa đó đã trở thành hiện thực vào năm 2010 và năm 2012 dưới đời Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận này. Ngày 25 tháng 2 năm 2018 tại sân bay Charles de Gaulle Paris, con vẫn nhớ như in những lời cuối cùng của Đức Tổng nói với con như là trăn trối: "Ráng trùng tu nhà thờ Đức Bà cho ngon lành nghe. Nhớ ráng xây nhà xứ chính tòa làm trung tâm mục vụ thứ hai của Tổng Giáo Phận. Và đừng quên nhờ công ty Eurohouse phụ giúp với cha nghe chưa." Con xin hứa với Đức Tổng, chúng con sẽ hết sức cố gắng thực hiện lời trăn trối của Đức Tổng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của vị lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh này, việc tạo điều kiện thuận lợi của các sở liên hệ, sự giúp đỡ quảng đại của các giáo xứ, các dòng tu và các ân nhân xa gần. Nhà thờ Đức Bà sau khi trùng tu sẽ đẹp đẽ và bền vững với thời gian, để các thế hệ mai sau vẫn còn được hưởng dùng trong một thời gian lâu dài. Và nhà xứ chính tòa cũng sẽ đẹp đẽ và hữu ích cho sinh hoạt mục vụ của Tổng Giáo Phận. Trọng kính Đức Tổng, người cha muôn vàn kính yêu của tất cả chúng con. Dù đã ra đi, nhưng hình ảnh của Đức Tổng vẫn sẽ mãi mãi ngự trị trong con tim của chúng con. Dù đã ra đi, nhưng Đức Tổng vẫn luôn là gương mẫu cho tất cả chúng con trong hành trình dấn thân theo Chúa, vui lòng đón nhận Thánh Giá Chúa gửi đến, kiên cường cho đến hơi thở cuối cùng giữa muôn vàn thử thách gian nan, luôn trung thành với Thiên Chúa và Giáo hội, luôn đồng hành cùng dân tộc,
luôn yêu mến quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của tất cả chúng ta. Chúng con muốn mượn lời ngôn sứ Isaiah để minh họa cuộc đời mục tử và sự ra đi đột ngột của Đức Tổng. Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ. Trong niềm tiếc thương vô hạn và tri ân vô bờ, chúng con xin giả biệt Đức Tổng, người cha kính yêu của tất cả chúng con. Và giờ đây chúng con xin kính mời Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa, thay mặt cho toàn thể gia đình Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh dâng lời cảm tạ. Trọng kính Đức cha Chủ tịch cùng Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Đức Hồng Y, quý Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền, kính thưa quý vị đại diện ngoại giao đoàn, kính thưa quý cha tổng đại diện các giáo phận, quý bề trên các dòng tu, quý cha quản hạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh, quý hội đồng mục vụ, các giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn đang hiện diện. Còn xin thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và gia đình linh tông huyết tộc của Đức Tổng giám mục Phaolô, trước hết chúng con dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân sâu xa vì Người đã luôn yêu thương đồng hành với Đức Tổng Phaolô trong suốt 74 năm làm người và làm con Chúa, trong đó có 48 năm linh mục và 19 năm giám mục. Này Chúa đã gọi Ngài về với Chúa một cách rất đặc biệt. Chúng con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa tâm tình xin vâng, cùng cầu xin Chúa sớm đón nhận linh hồn người cha của Tổng giáo phận chúng con và cho Ngài được an nghỉ muôn đời trong vương quốc vĩnh cửu của Chúa. Kế đó, chúng con xin trân trọng cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Nguy Filoni, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, đã gửi đến chúng con thư chia buồn cùng những lời an ủi chân thành trước sự mất mát to lớn của Tổng giáo phận. Điều này nói lên sự quan tâm sâu sắc và tình yêu thương hiền phụ của Đức Thánh Cha và quý Đức Hồng Y dành cho Tổng giáo phận của chúng con. Chúng con cảm ơn Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka, Đức Tổng Leopoldo Shirali, sứ thần tòa thánh tại Israel, quý Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục các quốc gia Đức, Hàn Quốc, Lào và Campuchia, Đức cha Benoît Gona, giám mục giáo phận Beauvais Pháp, Đức cha Raymond Santen, giám mục giáo phận Van Pháp, Liên đoàn Công giáo miền Tây của Nhật Bản đã gửi điện thư chia buồn với Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chúng con cảm ơn toàn thể quý Đức cha trong Hội đồng giám mục Việt Nam. Đức Tổng Phaolô đã được Chúa gọi về ngay trong chuyến viếng thăm Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Roma, sau khi đã hoàn tất ba công việc quan trọng nhất. Thứ nhất, viếng mộ Thánh Phêrô và dâng lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Thứ hai, gặp gỡ và trao đổi với Đức Thánh Cha Francisco.
và thứ ba viếng mộ Thánh Phaolô và dâng lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đức Tổng Phaolô đã chủ sự thánh lễ này, hoàn tất công tác đã được phân công. Và ngay sau thánh lễ, Ngài đã được cấp cứu và qua đời lúc 10 giờ 15 giờ Roma đêm mùng 6 tháng 3, tức 4 giờ 15 sáng ngày 7 tháng 3 giờ Việt Nam tại bệnh viện San Camillo. Trong những ngày qua tại Roma, qua Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng con đã nhận được lời chia buồn an ủi của Đức Thánh Cha, của các bộ trong giáo triều, quý đức ông và liên tu sĩ Việt Nam tại Roma khi đoàn giám mục Việt Nam đến thăm. Riêng tối ngày 6 tháng 3, Đức Tổng qua đời, và ngay sáng hôm sau ngày 7 tháng 3, khi được báo tin, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chia buồn và đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô. Nhất là vào chiều thứ Bảy mùng 10 tháng 3, thánh lễ đưa chân Đức Tổng Phaolô do Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức đã được Tòa Thánh ưu ái cho tổ chức trong đền thờ Thánh Phêrô tại nguyện đường kinh sứ đền thờ do Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ sự. Và hôm nay, thánh lễ an táng lại được Đức Tổng Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ sự thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội giảng lễ, Đức Cha Anton, Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ sự nghi thức tiễn biệt, vì Đà Lạt là quê hương sinh trưởng của Đức Tổng, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự nghi thức làm phép phần mộ. Mỹ Tho là nơi Đức Tổng làm giám mục chánh tòa 15 năm. Và trong thánh lễ an táng này, quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã hiện diện để dâng thánh lễ đồng tế. Chúng con vô cùng cảm kích và biết ơn vì Đức Tổng Chủ tịch, Đức Hồng Y và các Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đồng hành, hướng dẫn, góp ý, trợ giúp chúng con từ lúc Đức Tổng Phaolô nằm xuống, lúc di chuyển linh cữu và hôm nay trong thánh lễ an táng này. Tình thương và sự đồng hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã làm chúng con bớt lúng túng và an ủi rất nhiều trong biến cố đau buồn này. Chúng con cũng xin trân trọng cảm ơn quý cha tổng đại diện các giáo phận, quý bề trên các dòng tu cùng rất nhiều cộng đoàn và cá nhân trong những cũng như ngoài giáo phận, trong cũng như ngoài nước đã gửi lời thăm hỏi, phân ưu cùng tổng giáo phận cũng như đến kính viếng và hiệp thông cầu nguyện cho Đức Tổng Phaolô. Ngay từ khi nghe tin Đức Tổng qua đời ở Roma, ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, các giáo xứ ở các giáo phận cũng như các dòng tu đã tổ chức dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ngài. Và nhất là mọi người mong chờ linh cữu của Đức Tổng được sớm đưa về Việt Nam, đến nỗi trong những ngày qua, trang mạng của Tổng giáo phận đã nhiều lần bị nghẹt, không truy cập được. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, rất đông linh mục tu sĩ giáo dân trong cũng như ngoài giáo phận, trong cũng như ngoài nước đã đến để dâng thánh lễ và tiễn biệt Đức Tổng Phaolô tới nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hiện diện của quý Đức Cha và cộng đoàn là dấu chứng của lòng yêu mến đặc biệt mà quý vị dành cho Đức Tổng Phaolô và cho Tổng giáo phận của chúng con. Chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều điện thoại, điện thư, điện hòa chia buồn và thăm viếng của các tôn giáo bạn, đại sứ quán và lãnh sự quán của các quốc gia Italia, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Hungary, nhiều tổ chức tôn giáo quốc tế và xã hội đã đến kính viếng và chia buồn trực tiếp với Tổng giáo phận.
Xin cho chúng tôi được nói lên lời cảm ơn chân thành về sự hiệp thông này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các phái đoàn trung ương đã đến viếng và gửi vòng hoa. Ông Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Thần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Ông Cao Chính Thiện, Đặc sứ đặc mệnh toàn quyền tại Italia và các viên chức. Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Quý vị nguyên lãnh đạo Chính phủ, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các đơn vị, Ban Dân vận, Sở Công an, Sở Y tế, Ban Tôn giáo, các ban ngành đoàn thể địa phương đã tận tình hỗ trợ trật tự, cấp cứu, phòng cháy chữa cháy để việc tổ chức tang lễ được tốt đẹp. Xin cảm ơn các cơ quan, đoàn thể tại sân bay Tân Sơn Nhất đã tạo điều kiện dễ dàng và nhanh chóng nhất để chúng tôi nhận linh cữu của Đức Tổng Phaolô. Xin cảm ơn lãnh đạo chính quyền các tỉnh thành, quận huyện. Sau cùng, xin cảm ơn giáo xứ Chánh Tòa, giáo xứ Gia Định, Đại chủ viện Thánh Giuse, Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận cùng tất cả mọi người bằng cách này hay cách khác đã hết lòng cộng tác và giúp đỡ chúng tôi tổ chức những ngày tang lễ thật trật tự, trang nghiêm và sốt sắng. Việc tổ chức tang lễ chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng con mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ của quý Đức Cha, quý Cha cùng tất cả mọi người. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho linh hồn Đức Tổng Phaolô của chúng con. Một lần nữa, Tổng Giáo phận chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ. Giờ đây chúng con xin kính mời quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn đứng để cùng tham dự nghi thức phó dâng và từ biệt. Chúng con xin kính mời Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt cử hành nghi thức. Anh chị em thân mến, Đức Tổng Giám mục Phaolô của chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng Đức Tổng cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để Ngài nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng với Đức Tổng Phaolô ra đón gặp Chúa Kitô
khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn Đức Tổng Phaolô của chúng con trong tay Cha, với niềm hy vọng chắc chắn Ngài sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sâu hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha về những ân huệ dồi dào Cha đã ban cho tôi tới Cha khi Ngài còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng với Đức Tổng Phaolô sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Và bây giờ là phần cuối cùng, nghi thức tại phần mộ. Chúng con xin kính mời Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Cảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Mỹ Tho, Chủ sự Thứ tự đoàn rước, xin mời thánh giá đèn. Thứ hai, xin mời bốn vị đại diện cho các cấp từ trung ương đến thành phố và địa phương. Xin Cha Vũ mời bốn vị thôi. Thứ hai, chúng con xin kính mời quý cha trong ban tư vấn và hội đồng mục vụ. Tất cả quý cha đang đứng ở trên lễ đài xin vui lòng đi xuống. Chưa. Tiếp theo chúng con xin kính mời quý Đức Cha, quý Hồng Y. Mời Cha Phaolô Vũ Chí Hỷ sắp xếp người để nâng di ảnh cũng như bát nhang. Xin thánh giá nến đèn đi lên phía trước một chút xíu, đọc năm thước nữa.
Tiếp theo xin mời Di Ảnh và Hương. Xin quý vị phụ trách di chuyển linh cữu của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô nâng quan tài lên. Và xin đại diện các chị cũng như các cháu ruột khoảng chừng độ 10 cho đến 20 người thôi sắp xếp, bởi vì trong nhà nguyện không có chỗ để chúng ta chứa được hết, và tránh cái sự bực bội nóng nực ở trong đó dễ trở làm cho chúng ta thiếu oxy. Và bây giờ xin kính mời cha đoàn hát bài ca tiễn biệt.
Con xin mời Đức Hồng Y và Đức Cha Chủ tịch lên trên này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh. Và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Thiên Chúa toàn năng đã muốn Đức Tổng Giám mục Phaolô ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác Đức Tổng Phaolô cho lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó dâng Đức Tổng Phaolô cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác Đức Tổng Phaolô được sống lại ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho Đức Tổng Phaolô của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro trên, xin lau giặt nước mắt chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho Đức Tổng Phaolô được sống đời đời. Chúa đã cho Đức Tổng Phaolô được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thân. Xin thương nhận người Đức Tổng Phaolô vào số các thân và những người Chúa cho. Chúa đã nuôi dưỡng Đức Tổng Phaolô trong tiệc thân mình và máu Chúa. Xin thương nhận Đức Tổng Phaolô vào bàn tiệc nước Chúa. Chúng con đang đau buồn thương nhớ Đức Tổng Phaolô chúng con. Xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Chúa chúng con nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo thánh ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa đây với cộng đoàn tín hữu, thì ở trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Đức Tổng Giám mục Phaolô được nghỉ yên muôn đời. Xin anh em phục vụ làm nhiệm vụ hạ linh cữu. Chúng con có chuẩn bị sẵn 4 xô cát sau khi linh cữu Đức Tổng được hạ xuống lòng đất. Xin quý Đức Cha gửi thả một chút cát trên linh cữu Đức Tổng để gửi Ngài về với lòng đất. Sau các đức cha, chúng tôi xin mời quý vị đại diện chính quyền.
là nguồn vui, Chúa là nguồn vui, Chúa là nguồn vui của con. Con sẽ bước tới bàn thờ Chúa Trời, tới bàn thờ Chúa gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con. Con gáy đàn dâng câu cảm tạ, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, là nguồn vui của con. Chúa là nguồn vui, Chúa là nguồn vui, là nguồn vui của con. Con sẽ bước tới bàn thờ Chúa Trời, chọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chốn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con,
Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa. Cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Cha, con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày, trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày, cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc, cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha Oh,
bỗng một ngày khen tan sầu héo hắt, bỗng một ngày khăn tang che sâu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con chẳng kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con chẳng kiếp mồ côi. Thank you.
con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình lòng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha nhiều lắm, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha tôi lìa bỏ tôi.
Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, sao bỏ con? Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con,